Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi Tâm sự Thầm Kín được phát sóng vào khung giờ này mỗi đêm trên kênh Audio Hải Ngoại. Và đến với Hải Ngoại ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe một câu chuyện tâm sự có tựa đề là Bắt quả tang chồng ngoại tình. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi với Hồng Nhung nhé. Khi nỗi đau của tôi cũng phần nào được lắng lại sau gần 3 tháng đối mặt với sự thật, thì tôi mới đủ bình tĩnh để ngồi viết lên những cái dòng chữ này, để hy vọng những đóng góp, những gợi ý của các bạn sẽ giúp cho tôi tìm ra được lối thoát cho sự bế tắc này. Câu chuyện của tôi cũng giống như bao nhiêu câu chuyện gia đình khác mà các bạn vẫn thường tranh luận trên Audio Hải Ngoại. Đó là chuyện về ngoại tình. Tôi năm nay đã 35 tuổi, đã kết hôn được 4 năm và hiện là tôi có một cô con gái 2 tuổi xinh xắn. Chúng tôi đến với nhau bằng một tình yêu mãnh liệt. Khi anh là người đàn ông đã ly dị vợ, còn tôi thì vẫn là một cô gái độc thân. Nguyên nhân dẫn đến chuyện gia đình anh tan vỡ là do vợ anh ngoại tình với người bạn thân của anh. Anh lớn hơn tôi 10 tuổi. Cả hai chúng tôi đều là những người có học thức cao, có công việc ổn định và anh hiện đang là lãnh đạo của một tập đoàn lớn. Tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hôn nhân của mình bởi vì tình yêu, sự quan tâm, chăm sóc mà anh dành cho tôi trong suốt 4 năm qua chưa bao giờ thay đổi. Tuy cũng có những lúc giận hờn, cãi cọ như bao nhiêu cặp vợ chồng khác, nhưng mà chúng tôi cũng nhanh chóng hòa bình và chăm lo cho gia đình. Do làm việc chung về lĩnh vực tài chính nên tôi và anh có thể chia sẻ, góp ý và giải quyết giúp cho nhau rất nhiều công việc. Tuy chúng tôi không làm chung một cơ quan, ai nhìn vào cũng khen gia đình tôi hạnh phúc đẹp đôi. Tôi may mắn vì được chồng yêu thương chăm sóc. Bản thân tôi cũng luôn tự hào về người chồng thành đạt, đẹp trai, không nhậu nhẹt và rất biết chăm sóc vợ con. Ấy vậy, nhưng mà cuộc đời không ai học được chữ ngờ. Do tính chất công việc nên anh phải làm việc tại Hà Nội, chỉ về Sài Gòn với vợ con vào dịp cuối tuần và những chuyến đi công tác. Đã 2 năm trôi qua, chúng tôi cứ sống như vậy mà không xảy ra bất kỳ chuyện gì cả. Cuối tuần anh về là dịp để vợ chồng bù đắp cho nhau những nhớ nhung và xa cách. Đây cũng là dịp để anh đưa vợ con đi chơi, đi ăn và mua quần áo, đồ dùng gia đình. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc chồng tôi sẽ yêu người khác ngoài vợ, bởi những lúc gần nhau, anh vẫn luôn khao khát cái chuyện ái ân với vợ. Thậm chí nó còn nồng nàn, mãnh liệt hơn khi mà chúng tôi chưa xa nhau. Hàng ngày anh vẫn thường điện thoại nhắn tin với tôi bất cứ lúc nào có thể. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh dành từ 15 cho đến 30 phút để nói chuyện điện thoại với tôi. Tất cả những cái việc mà anh làm khiến cho tôi càng tin tưởng và thêm yêu anh hơn và thương anh nhiều hơn. Có thể là do quá tin tưởng chồng hay là do tình yêu mà tôi dành cho anh quá lớn mà tôi không cảm nhận được cái sự thay đổi từ anh, hoặc cũng có thể anh quá giỏi trong việc che giấu cảm xúc khiến cho tôi không thể nhận ra. Và thời gian gần đây, anh ít về vào dịp cuối tuần hơn. Tôi có hỏi lý do thì anh nói là vì có quá nhiều công việc phải làm cho xong vào dịp cuối năm, vì anh muốn về nhà nhân những cái dịp mà công tác để tiết kiệm tiền vé máy bay. Tôi tin tất cả những gì chồng nói và thông cảm với anh, bởi vì tôi cũng là người của công việc. Và tôi còn ngây thơ đến mức tin cả những điều lạ lùng anh nói. Ngày nghỉ, anh muốn ngủ thoải mái, rồi khi anh thức dậy anh sẽ gọi cho em nhé. Em đừng gọi để đánh thức anh. Cứ nhiều ngày cuối tuần như vậy trôi qua, khiến cho tôi có linh cảm rằng anh đang có cái gì đó giấu tôi. Chứ tôi không dám nghĩ đến chuyện anh có người đàn bà khác. Nhiều tối khi nói chuyện với nhau, tôi thường dặn anh là em sẽ hết lòng ủng hộ công việc, cũng như yêu thương anh và sẽ thay anh chăm sóc gia đình. Chỉ mong anh đừng phụ lại lòng của em. Nếu một ngày nào đó em phát hiện ra anh có người khác, thì chúng ta sẽ chia tay nhau. Anh luôn đồng ý và vui vẻ nói, anh không yêu ai cả, ngoài vợ. Rồi chuyện bất ngờ xảy đến với tôi khi vào dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua. Tự nhiên anh thay đổi kế hoạch và nói là có vài việc cần phải giải quyết nên là anh không về Sài Gòn được. Anh sẽ về vào tuần sau. Sau đó anh kiếm chuyện để cho tôi giận hờn. Vì muốn lần dặn nhau như vậy, tôi sẽ không nghe điện thoại của anh. Linh tính mách bảo chuyện chẳng lành, tôi âm thầm bế con gái ra Hà Nội mà không báo cho anh biết. Ra đến Hà Nội, tôi và con thuê khách sạn để ở. Sau đó tôi cùng với một cô bạn của mình theo dõi anh.
Chúng tôi ngồi quán cà phê đối diện tòa nhà anh sống gần 4 tiếng đồng hồ. Khi tôi sắp nản lòng bởi con gái đến giờ ăn, định điện thoại cho chồng chạy xuống đón thì trời đất như sụp đổ dưới chân. Khi tôi thấy anh và một cô gái đang tay trong tay từ trên nhà đi xuống. Chúng tôi đi theo thì thấy họ dắt nhau đến bãi gửi xe gần đó, rồi lấy xe đưa nhau đi ăn nhà hàng. Nhìn anh chăm sóc người đàn bà đó mà lòng tôi tan nát đến rã rời. Tôi không khóc, nhưng mà lại quên mất rằng con gái tôi đang đói và khóc đòi mẹ. Nghe lời khuyên của cô bạn, tôi bế con gái về Sài Gòn và cứ cố im lặng cho nỗi đau nó vơi đi. Tôi và bạn thống nhất khi nào thật bình tĩnh trở lại thì mới nói chuyện với anh. Tôi cứ im lặng như vậy cho đến ngày thứ bảy, sau khi biết chuyện, và anh cũng không làm lành, không điện thoại cho tôi hay bất cứ ai trong gia đình tôi để hỏi thăm về con gái và về tôi như những lần trước. Tôi xác định rằng có thể anh đã hết yêu nên chúng tôi cần nói chuyện đàng hoàng và chia tay với nhau. Vì tôi chỉ chấp nhận cuộc sống hôn nhân trên cơ sở tình yêu, chứ không cần sự tồn tại về trách nhiệm hay nhân danh con cái. Tôi quyết định gọi điện thoại cho anh vào tối ngày thứ 8. Tôi cứ ngỡ là anh sẽ không nghe, vì lúc này anh đang ở bên bạn gái, nên khi anh vừa nhấc máy thì tôi đã nói ngay. Tôi đã chứng kiến và biết tất cả mọi chuyện của anh, nên anh không cần phải nói gì nữa. Việc duy nhất anh phải làm với tôi đây là gọi bạn gái của anh đến gặp tôi. Vì cô ấy là người xen vào cuộc sống của gia đình tôi, nên cô ấy cần phải chứng kiến cuộc nói chuyện giữa tôi và anh. Và cô ấy cũng cần được nghe lời chia tay từ anh với tôi. Nếu anh làm theo ý tôi thì hai người sẽ được thỏa mãn và sống trọn vẹn với tình yêu của mình. Nếu không thì tôi sẽ cho hai người tan nát hết. Không chỉ cô ta không được sống bình yên mà cả bố mẹ cô ta cũng sẽ phải liên quan đến việc này. Khi nào anh thống nhất thời gian thì điện thoại để tôi bay ra Hà Nội. Và tôi chỉ cho anh giới hạn trong 2 ngày để anh sắp xếp với bạn gái của anh. Có lẽ do anh quá hiểu tính tình của tôi và biết được tôi có khả năng làm những gì, nên là khi nghe tôi nói, anh im lặng rất lâu mới trả lời. Em cứ bình tĩnh, anh sẽ làm tất cả những điều mà em yêu cầu. Ngày hôm sau chúng tôi gặp nhau. Tôi ngỡ ngàng khi biết là cô ấy mới có 26 tuổi, nhỏ hơn anh những 20 tuổi. Đang bán hàng cho một quán cà phê nhỏ trên Hồ Tây, không có ăn có học và đã qua một đời chồng. Hiện cô nuôi một cô con gái 5 tuổi. Tôi bắt đầu câu chuyện bằng câu nói. Chị muốn biết tất cả sự thật, để sau buổi nói chuyện ngày hôm nay, anh ta sẽ hoàn toàn thuộc về em. Không phải chị nhường chồng cho em, mà anh ta không xứng đáng với tình yêu và sự hy sinh của chị. Chị sẽ không phải nuối tiếc, không phải bận tâm về con người bội bạc này, và em sẽ không phải suy nghĩ gì về sự có mặt của chị trong cuộc đời anh ta. Khi hai người về chung sống với nhau, nên chị cũng mong nhận được cái sự hợp tác từ em. Hóa ra cô ấy cũng là nạn nhân của chồng tôi khi mà anh nói rằng đã ly dị vợ và hiện đang sống độc thân. Họ quen nhau trong một lần đi tập gym tại một khách sạn 5 sao và cô ấy cũng tập tại đây. Tất cả những cuối tuần anh về Sài Gòn với gia đình thì anh đều nói dối cô rằng anh đi đào tạo, đi hội nghị khách hàng. Họ đã quen nhau được 8 tháng nhưng mà chưa bao giờ đi du lịch hay đi đâu cùng nhau ra khỏi Hà Nội. Chỉ trừ những cái ngày cô ấy nghỉ và rủ anh về quê thăm bà ngoại cách Hà Nội 40 cây. Họ gặp nhau vào tất cả những buổi tối. Khi anh tan sở thì sẽ về nhà bố mẹ cô ăn cơm. Cô là con một và hiện sống cùng với bố mẹ ruột. Sau đó thì hai người đưa nhau về ngủ tại nhà của anh. Hóa ra hàng tối anh vẫn dành khoảng thời gian đi gửi xe hơi của cô ấy tại bãi gửi xe cách nhà gần 1 cây số để nói chuyện với tôi. Tôi vừa chua xót, vừa nực cười vì sự ngây thơ khi mà cứ nghĩ rằng chồng mình là một anh Việt kiều ngô nghê và thật thà. Khi tôi biết được tất cả những điều cần biết và định đứng dậy ra về, thì bất ngờ chồng tôi lên tiếng xin lỗi, nói lời ăn năn và mong muốn tôi cho anh một cơ hội được hàn gắn gia đình, bởi những ngày qua anh luôn sống trong sự dằn vặt và áy náy. Bất ngờ trước thái độ của chồng tôi, cô bồ của anh quay sang nói với tôi rằng cô đang có bầu hơn 5 tháng, nhưng mà chính anh đã năn nỉ cô đừng nói điều này với tôi. Lúc này tôi mới để ý thì thấy cô ta cũng có vẻ mập mạp khác thường. Vì lúc đến thấy cô ấy mặc chiếc áo khoác rất rộng nên tôi không để ý. Tôi nhìn thấy khuôn mặt thất sắc, xấu hổ của chồng và thấy thương hại cho anh. Tôi nói, sẽ không quan tâm chuyện gì giữa hai người nữa.
Em có bầu thì hãy nói với chồng tương lai của em, để hai người lập kế hoạch với nhau. Thế tôi đứng dậy ra về, chồng tôi vội vàng nói. Anh muốn nói vài câu, rồi em quyết định thế nào anh cũng tôn trọng em. Rồi anh bắt đầu bằng câu xin lỗi tôi và cô ấy, rằng anh đã làm tôi tổn thương, đã đánh mất đi niềm tin yêu với vợ con. Rằng anh đã nói dối cô ấy là mình không có vợ, nhưng mà anh cũng chính là nạn nhân của cô ấy. Khi mà vừa quen nhau được 2 tháng thì cô ấy thông báo có bầu. Mặc cho anh nhiều lần nói cô ấy bỏ cái thai đi, nhưng mà cô ấy không chịu. Anh không phủ nhận rằng ban đầu quen nhau anh cũng có tình cảm dành cho cô ấy, nhưng mà nó chưa thể gọi là tình yêu để dẫn đến cái chuyện sinh con đẻ cái. Đó có thể là do sự cô đơn, trống trải của người đàn ông xa nhà và xa vợ. Rồi hai người cứ lằng nhằng với nhau đến lúc cái thai được 4 tháng. Thì anh không nỡ nói đến chuyện bỏ thai vì đứa trẻ không có tội, nên cứ sống được như vậy đến ngày nào thì đến. Hơn nữa, bản thân anh cũng không biết kết thúc mối quan hệ này như thế nào khi mà cô ấy vẫn cứ quyết định giữ cái thai. Điều anh sợ nhất là tôi biết được sự thật. Nhưng đây cũng là điều mà anh mong đợi nhất, vì chỉ có như vậy thì anh mới được giải thoát bởi tâm trạng của một kẻ tội lỗi, lúc nào cũng phải sống trong sự sợ hãi. Cái ngày nghỉ Tết Tây, anh không về nhà. Mặc dù cách đó vài ngày, hai vợ chồng vẫn bàn kế hoạch đưa con đi chơi, là vì cô ấy không muốn anh đi Sài Gòn vào trong cái dịp này. Cô không tin bất kỳ lý do nào mà anh đưa ra, và cô ấy nói sẽ vác cái bụng bầu đi theo nếu mà anh vào Sài Gòn. Chính vì thế nên anh đã phải ở lại. Tôi hỏi cô ấy rằng, trong 8 tháng quen nhau, mà em đã để có bầu 5 tháng thì có quá vội vàng hay không, khi mà em không biết bất cứ điều gì về anh ta. Gia đình ở đâu, cha mẹ ra làm sao, chỉ biết mỗi cái căn nhà đang thuê để ở. Và chắc chắn anh ta chưa bao giờ đưa em đi gặp những người mà cơ quan anh ấy ở. Ở đó ai cũng biết chị. Em cũng đang có con gái nhỏ mà hàng đêm vẫn bỏ nó ở nhà để đi ngủ với anh ta. Điều này chứng tỏ em cũng không phải là người yêu thương con và cần con. Vậy thì tại sao mà em phải vội vàng để có con? Và 8 tháng quen nhau, anh ta cho em nhiều tiền không? Hứa hẹn với em điều điều, mà sao em lại hy vọng anh ta đến như vậy? Cô nói rằng, chưa bao giờ anh đưa cho em một đồng nào cả, và cũng chẳng mua cho em cái gì hết. Chỉ duy nhất một chai dầu thơm, nhưng mà em không xài, bởi không hợp với sở thích của em. Em không quan tâm đến những điều đó, bởi em cũng làm ra tiền. Em chỉ cần anh ta quan tâm, chăm sóc và yêu thương em là đủ. Chồng tôi cũng khẳng định rằng mong muốn của anh là được bù đắp cho vợ con những lỗi lầm mà mình gây ra, rằng anh vẫn rất yêu vợ, muốn chung sống cùng với gia đình. Còn chuyện cô ấy sinh con là do ý định của cô ấy, anh ấy sẽ có trách nhiệm chu cấp tiền nuôi dưỡng và đến thăm con khi có thể. Nhưng mà anh chỉ thực hiện điều đó sau khi cô ấy sinh con xong và sẽ đi thử ADN. Nếu đúng là con anh thì anh sẽ không trốn tránh trách nhiệm. Còn chuyện anh và cô ấy thì cho dù tôi có chia tay với anh thì anh cũng sẽ không bao giờ lấy cô làm vợ. Bởi vì từ khi quen nhau đến bây giờ, thậm chí khi cô có bầu, anh cũng đã nói rằng anh không đứng tên khai sinh là cha của đứa bé. Lý do anh đưa ra là do anh không mang quốc tịch Việt Nam, và cô cũng chấp nhận điều đó. Tôi bật cười và đứng dậy ra về. Cô nói là muốn chở tôi về khách sạn. Tôi đồng ý và không quên ghi lại biển số xe của cô ấy. Trưa hôm sau tôi trở về Sài Gòn và rất bất ngờ gặp lại chồng tôi ở sân bay. Anh đã đợi tôi từ sáng để được cùng tôi về Sài Gòn. Tôi cười và hai người chúng tôi vẫn lặng lẽ bên nhau cho đến tận ngày hôm nay. Mặc dù anh đã làm rất nhiều điều để chứng minh cho cái sự ăn năn hối lỗi về những việc làm của mình, nhưng mà trong lòng tôi vẫn không thể nguôi hận thù về sự khinh bỉ. Tôi không thể tha thứ được, mặc cho tôi vẫn yêu chồng rất nhiều. Bạn bè của tôi ai cũng khuyên là hãy cho anh ấy một cơ hội làm lại, bởi đàn ông xa gia đình, xa vợ, ai mà chẳng có bồ. Nhưng mà tôi lại nghĩ khác. Cô ấy là người anh yêu thương chứ không phải là bồ. Biết đâu anh ấy trân trọng tình yêu của mày hơn, yêu thương gia đình hơn sau chuyện này thì sao? Dù bạn tôi nói vậy, nhưng mà tôi vẫn không thể nào mà tha thứ. Có lẽ bởi vì tôi quá yêu, quá tin và quá sốc. Sau 2 ngày tôi rời Hà Nội thì người bạn của tôi đưa cho tôi một vài thông tin về chủ nhân của chiếc xe hơi mà cô đang sở hữu. Hóa ra là có một người đàn ông lớn hơn cô 23 tuổi,
đang đứng tên trả góp chiếc xe đó. Và không hiểu là họ có cái mối quan hệ gì với nhau mà hàng tháng người đàn ông kia là người đứng tên trả góp chứ không phải là cô ấy. Tôi gửi thông tin trích ngang lý lịch chiếc xe vào email cho chồng xem và viết: anh là người đàn ông hạnh phúc, may mắn vì quen, vì yêu người phụ nữ nào cũng được, người đó hết lòng vì anh. Vợ sắp cưới của anh phải nhờ một doanh nhân lớn hơn cô 23 tuổi trả góp chiếc xe để làm phương tiện hàng ngày đón đưa anh đi làm. Hãy ráng gìn giữ và trân trọng sự hy sinh này nhé. Sau khi trở về nhà, anh nói với tôi rằng: anh không dám van xin em tha thứ về những việc mà anh đã gây ra với em và với con. Nhưng mà anh nghĩ, anh chỉ có lỗi là anh có quan hệ với người khác, chứ anh chưa từng yêu ai ngoài em kể từ khi chúng ta quen nhau và cưới nhau. Anh chưa bao giờ bỏ bê cái việc chăm sóc em và quan tâm đến con. Hành động của em khiến anh thế nể sợ. Những tìm hiểu của em về cô ấy khiến anh sáng tỏ được nhiều điều mà khi xưa anh mù quáng hoặc là anh cố tình lờ đi. Đó là những lần anh và cô giận nhau. Có khi đến 10 ngày cũng không bao giờ cô lấy điện thoại hay là đi tìm anh. Mỗi khi muốn gặp thì anh lại phải điện thoại năn nỉ thì cô mới lên nhà anh ngủ. Bây giờ thì anh hiểu lý do vì sao và anh cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn nhiều. Có lẽ đứa con đó anh không cần thử ADN nữa. Anh sẽ chờ đợi sự tha thứ từ em. Dù là một năm hay nhiều năm. Chỉ mong em vẫn chấp nhận sự có mặt của anh trong gia đình mình. Điều khiến tôi ngạc nhiên và khó hiểu về mối quan hệ của họ là tôi không hiểu họ là loại người gì và đó là cái thứ tình yêu gì. Khi mà tôi chưa phát hiện ra thì họ yêu thương nhau, dính với nhau mỗi ngày. Thậm chí anh ta còn sợ cô đến mức không dám về với vợ con ngày nghỉ lễ. Vậy mà khi tôi phát hiện ra thì họ lại chẳng quan tâm gì đến nhau. Thậm chí anh còn không coi nhân tình của mình ra gì. Tôi cũng có cho người theo dõi anh suốt 2 tháng liền thì tuyệt nhiên không thấy anh và cô hẹn hò hay là gặp gỡ gì nữa. Và cô ấy cũng chưa một lần nhắn tin hay liên lạc với chồng tôi kể từ khi xảy ra cuộc gặp mặt tay ba diễn ra. Đây là điều khiến cho tôi cứ suy nghĩ hoài mà không tìm cho mình được câu trả lời. Đôi lúc tôi thấy thương hại anh và không biết mình phải làm gì cho đúng. Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng với Hồng Nhung lắng nghe một cái câu chuyện tâm sự rất là dài. Có lẽ là cô đã rất là bức xúc trong một cái thời gian dài và cô viết cái lá thư ngày hôm nay gửi đến tâm sự thầm kín của Audio Hải Ngoại để trút hết cái nỗi lòng tâm sự của cô ấy ra. Bây giờ thì cô thấy là thương hại anh và không biết phải làm gì cho đúng. Hồng Nhung nghĩ là cô chẳng cần phải làm gì cả. Khi mà chồng cô là cái người anh ấy đang rất là cố gắng mỗi ngày để bù đắp lại những cái lỗi lầm khi xưa của anh ấy, khi mà anh ấy có một cái người phụ nữ khác ở bên ngoài. Và đàn ông xa gia đình thì chúng ta không thể nói mạnh được. Rất ít người họ có thể giữ mình không quan hệ với một cái người phụ nữ nào khác. Họ thiếu thốn tình cảm, họ không chịu được. Họ không phải là có cái bản chất cam chịu như là cái người phụ nữ chúng ta. Mà đàn ông là cái bản chất của họ là ham vui và thích thú với những cái điều mới lạ. Và khi mà không có cái vòng tay của vợ con ở bên cạnh thì chắc chắn là anh sẽ sa ngã vào một cái vòng tay của người khác thôi. Điều này là cái điều mà hoàn toàn rất là dễ hiểu và Hồng Nhung có thể thông cảm được trong cái điều này. Nhưng mà khi mà họ đã biết là mình sai và họ dừng lại cái mối quan hệ này thì Hồng Nhung nghĩ là cô cũng nên mở lòng ra. Đàn ông có thể như thế nhưng mà phụ nữ chúng ta thì không như thế được. Và chúng ta nên mở lòng ra để cho chồng cơ hội. Vì ít nhiều gì thì trong cái thời gian gần đây khi mà chấm dứt cái mối tình kia rồi thì anh ấy quay về và anh ấy hết lòng hết sức để làm cho vợ nguôi giận. Rồi là bù đắp rất là nhiều những cái tình cảm ở đó thì con người ai cũng có lỗi lầm. Chúng ta nên mở lòng, bật đèn xanh để cho anh ấy quay trở về với gia đình. Đừng có căng quá, căng quá là sẽ đứt. Người ta nói là lạt mềm buộc chặt. Đừng có mà căng như dây đàn như thế thì nó sẽ đứt bất cứ lúc nào. Ai thì con người cũng chỉ có cái giới hạn riêng của mình thôi. Cô hãy mở lòng mình ra một lần, cho chồng cơ hội để anh ấy quay về với gia đình, với vợ con và chúng ta làm lại từ đầu. Vì là trong cả một cái cuộc đời chúng ta sống với nhau đấy, rất rất nhiều lần chúng ta mắc lỗi. Quan trọng là chúng ta có buông bỏ được nó hay không, có đặt nó được xuống hay không, để tha thứ cho nhau hay không. Kể cả là đàn ông hay là đàn bà cũng thế thôi. Ai cũng sẽ có những lỗi lầm của mình. Không chuyện ngoại tình thì chắc chắn là sẽ là những cái chuyện khác. Vì vậy nếu mà còn có thể yêu thương, còn có thể quay trở về, còn có thể là một gia đình trọn vẹn thì chúng ta hãy cứ cởi mở, cởi lòng và hòa hợp với nhau
để chúng ta chung sống với nhau đến suốt đời. Còn quý vị nghĩ sao? Có nên tha thứ hay là hành hạ tiếp tục hay như thế nào thì quý vị hãy bình luận xuống bên dưới để cho cô biết được nhé. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và quý vị đừng quên là Hồng Nhung cũng như là ekip của chúng tôi vẫn luôn luôn tiếp nhận những cái lá thư tâm sự của quý vị bằng cách là quý vị hãy gửi cái câu chuyện của mình về địa chỉ email mà được chúng tôi đính kèm bên dưới mỗi video. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi. Chương trình đến đây cũng là kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại quý vị và các bạn với những câu chuyện tâm sự sẽ có trong số phát sóng tiếp theo vào đêm ngày mai trên kênh Audio Hải Ngoại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.